Mặc dù chỉ là một quỹ học bổng tự phát của nhóm cựu sinh viên tài chính K18, niên khóa 1992-1996, trường Đại học Cần Thơ. Thế nhưng hơn 8 năm qua, quỹ học bổng này đã tiếp sức cho hàng trăm sinh viên ngành kinh tế của trường an tâm học tập trên giảng đường và tiếp tục theo đuổi ước mơ tương lai. Được thành lập từ năm 2016, mục tiêu của quỹ học bổng cựu sinh viên tài chính K18 là khuyến khích học tập tài trợ cho sinh viên khó khăn của khoa kinh tế, nay là trường kinh tế, trường Đại học Cần Thơ, an tâm đến trường. Mức cấp học bổng được chia thành hai phần, gồm học phí cho sinh viên căn cứ vào thông báo học phí của nhà trường mỗi học kỳ và chi phí sinh hoạt theo mức 2 triệu đồng một tháng đối với sinh viên xếp loại xuất sắc và 1 triệu 500 ngàn đồng một tháng đối với sinh viên loại giỏi. Đối với sinh viên chúng em thì đó là một cái nguồn hỗ trợ lớn lao cho cuộc sống trong hàng ngày, cũng như là tiếp thêm cái nguồn động lực cho chúng em tiếp tục giữ vững bước chân của mình trên con đường học tập, rèn luyện, phấn đấu, trở thành một sinh viên giỏi nói chung mà cũng như một công dân tốt ngoài xã hội nói riêng. Đây không chỉ là động lực an ủi về mặt vật chất mà còn cả về tinh thần để giúp em có thể trang trải học phí và cuộc sống. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến ban giám hiệu trường, đoàn thanh niên và phòng công tác sinh viên đã nhiệt tình phối hợp và giúp chúng tôi chọn lựa ra những hoàn cảnh sinh viên rất là khó khăn và có thành tích học tập tốt, đáp ứng được các cái tiêu chí của quỹ học bổng để cho chúng tôi có cơ hội chia sẻ với các em. Điều kiện để được xét cấp học bổng là sinh viên đang theo học tại trường kinh tế trường Đại học Cần Thơ, có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị bệnh nặng, khuyết tật, mồ côi cha mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng lao động, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, còn thương bệnh binh, có nỗ lực vươn lên trong học tập. Từ năm 2016 đến nay, có trên 150 suất học bổng này đã được cấp cho sinh viên ngành kinh tế gặp hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Quỹ học bổng của cựu sinh viên tài chính K18 là hết sức là thành công cho đến hôm nay. Tôi xin chuyển lời chân thành từ lãnh đạo trường kinh tế cảm ơn cái lòng hảo tâm và cái sự quan tâm của các anh chị cựu sinh viên tài chính K18 đã tài trợ cho các em cái quỹ học bổng này. Chúng tôi có tâm nguyện mình là lớp sinh viên đi trước đã có một số thành công nhất định và quay lại hỗ trợ tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, cũng là một cách tri ân trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo chúng tôi trở thành những công dân có ích cho xã hội. Mong muốn rằng các bạn từng lãnh học bổng tự nguyện tham gia tùy khả năng của mình cùng với nhóm để phát triển quỹ học bổng lâu dài hơn và ý nghĩa hơn. Hy vọng là trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều những cựu sinh viên thành công quay lại trường để tiếp tục hỗ trợ và tiếp sức cho các thế hệ sinh viên đàn em phát huy được các cái tài năng và trí lực đóng góp nhiều cho xã hội.